lại với channel của mình và mình là Kim Mô Tôn. ở clip hôm nay này thì uh, em sẽ mang một đống các cái linh phụ kiện ngành đèn của em ra để em chia sẻ với các bác về những cái thắc mắc về những cái cần thiết khi mà chúng ta phải lên sạc cho những cái bóng đèn hay là những cái bóng led hay là những cái phần bi led hoặc là bi xenon hay bi laser lên những cái chiếc xe máy thì lý do tại sao chúng ta cần phải lên sạc và bây giờ là em sẽ đi vào tiến hành chia sẻ cho các bác những cái vấn đề xoay quanh cái chuyện điện áp của những cái chiếc xe đó khi mà lên những cái phần bóng led nó không đủ điện thì chúng ta sẽ cần phải làm gì đầu tiên thì em xin phép em chia sẻ nó chính là những cái vấn đề rất đơn giản ví dụ như khi chúng ta lên những cái phần bóng led như thế này ở đây thì em đang cầm một cái bóng led g 6 để dành cho những cái chiếc honda dream hoặc là những cái chiếc way hoặc là những cái chiếc xe sirius đời cũ đại loại là những cái xe đời cũ nó sẽ dùng cái chuẩn chân m 5 này thì những cái chiếc xe đó thì phổ thông nó chính là những cái chiếc xe sử dụng điện máy thì khi chúng ta đi đèn led này chúng ta sẽ phải lựa chọn là chuyển sang điện bình để nó tăng cái độ bền cũng như là cái độ sáng cho những cái chiếc bóng led này. Thì khi chúng ta chuyển sang bóng led mà chuyển sang điện bình thì nó sẽ có một cái vấn đề nó chính là cái phần điện áp để cấp cho cái bóng này nó làm việc hiệu quả cũng như là cái hệ thống điện để chúng ta để đèn có xi nhan nó được đầy đủ thì chúng ta phải cần thiết lên cục sạc. Đó, thì đây nó là một cái bóng cực kỳ là nhẹ điện nhưng chúng ta vẫn cứ cần thiết phải lên sạc. Và tiếp theo thì thường là những cái chiếc xe phổ thông thì hay uh, lên những cái phần bi mini như thế này. Thì ở đây thì em đang cầm một cái mẫu G2 mini Bản này là bản G2 V2 Chân H4 thì những cái chiếc xe phổ thông Sử dụng những cái phần chân H4 như thế này Thì khi chúng ta dùng sang những cái phần bi như thế này Thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải chuyển sang điện bình Mà chuyển sang điện bình thì những cái xe đó Thì nó thiết kế chỉ là ăn điện máy thôi Khi chúng ta chuyển sang điện bình nó cũng không đủ điện Đó dẫn đến là chúng ta cũng phải lên sạc cho em nó Rồi và tiếp theo Thì có rất nhiều các bác à, Ham mê ánh sáng Thích độ đẽo thì có lựa chọn là những cái giải pháp tăng sáng một cách hiệu quả phải nói là ánh sáng khủng luôn. Đó thì ở trên tay em đang cầm là một cái mẫu bi LED của Xline. Em này là MV20 có công suất là 55W đó. Thì thường là những cái xe của các bác khi mà ở những cái bóng zin ở trên những cái xe đó thì nó sẽ chỉ có công suất là 35W thôi. Mà em này lên những 55W thì nó sẽ cần một cái lượng điện uh, gọi là nhiều gấp đôi so với những cái xe đó sản ra đó và hơn thế nữa là những cái bi như thế này mặc định của nhà sản xuất khi mà đưa ra để mà lắp lên những cái chiếc ô tô cũng như là những cái chiếc xe máy là bắt buộc phải sử dụng điện bình ác quy đó thì những cái phần bi này cực kỳ là nặng điện và tốn điện đó thì khi chúng ta à, đã lên những cái phần bi led như thế này thì bắt buộc là cái nguồn điện đó nó phải đảm bảo để cho những cái phần bi này nó được bền nhất ánh sáng nó được đảm bảo nhất và cái hệ thống đèn còi xi nhan của chúng ta nó được làm việc một cách hiệu quả rồi thì tiếp theo là em sẽ bỏ qua cái phần à, giới thiệu này đi lý do. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến cái mục là sạc ở đây. Tiếp theo thì em sẽ đi đến cái mục sạc ở đây. Đó thì ở à, trước mắt các bạn thì ở đây em đang bày một số các cái mẫu sạc của HCE. Ở đây là chính là những cái cục sạc à, của Suzuki GD và có cái tên của cục sạc này là cục sạc HCE và cái cục sạc HCE này được tất cả các anh em thợ độ đéo đèn thì thường xuyên sử dụng để à, nâng cao cái hiệu suất sạc cho những cái chiếc xe mà khi đã lên những cái phần led hay là những cái phần bi led hoặc là bi laser hay bi xenon đặc biệt là bi xenon cực kỳ tốn điện đó thì những cái chiếc xe đó được anh em độ đẽo gắn cho những cái chiếc uh, sạc như thế này thì đây là cái cục sạc hce là dạng uh, rắc liền thì cái phần rắc liền này nó sẽ có cái phần rắc thẳng ở trên này và ở đây em cũng cầm một mẫu sạc hce nữa thì cái mẫu này nó sẽ là cái mẫu sạc có dây đó. cái mẫu sạc có dây này thì về đặc tính thì hai cục này nó sẽ là tương ứng như nhau còn về công suất thì cái mẫu có dây này nó sẽ công suất yếu hơn là cái mẫu không có dây ở đây rồi thì khi chúng ta đã độ lên những cái phần bóng led hay những cái phần bi led nói chung thì chúng ta sẽ cần một cái lượng điện rất là cao để cho những cái chiếc xe của chúng ta nó vận hành đầy đủ các cái tính năng vốn dĩ mà nhà sản xuất họ đã đưa ra thì trong quá trình chúng ta đi lâu ngày thì cái phần đèn zin ở trên xe của chúng ta nó sẽ bị tối dần theo năm tháng Thứ nhất là cái bóng nó già nó tối thứ hai là cái phần chóa đèn của các bạn đó. Khi mà đi lâu ngày thì nó bị à, những cái phần bóng zin ở trên xe là bóng halogen. Cái bóng halogen nó tỏa nhiệt rất là nóng thì có nó sẽ đốt nóng những cái phần chóa phản xạ ở trên những cái xe của các bạn thì nó dẫn đến là cái đèn của các bạn nó tối đi. Dần dần thì chúng ta sẽ thấy nó nó tối dần tối dần. Thì trong khi nó tối dần như thế thì chúng ta sẽ tìm những cái giải pháp nó chính là những cái phần à, bóng led như ở đây mình có hoặc là những cái phần bi led như ở đây mình có. Thì nó sẽ đòi hỏi một cái lượng điện khá là nhiều thì chúng ta bắt buộc là phải nâng cấp cái nguồn sạc của chúng ta lên mặc định là những cái chiếc xe số phổ thông ví dụ như Jim Way uh, hay Jupiter kể cả là X135 luôn nó chỉ là cục sạc bán kỳ thì các bạn sẽ hiểu nôm na là cái cục sạc bán kỳ nó chỉ hấp thụ được 50% cái sản lượng điện của cái bộ mâm lửa của các bạn khi nó phát ra để nó qua cái con sạc nó sẽ đưa đi, uh, hiệu điện thế sang thành điện một chiều để nó nạp vào bình ắc quy thì 50% còn lại thì nó sẽ là dư thừa đó và những cái cục sạc HCE GD ở đây thì nó sẽ là sạc uh, toàn kỳ, nó sẽ là sạc thông minh thì nó sẽ hấp thụ đủ 100% cái sản lượng điện ở trên những cái bộ mâm lửa của xe các bạn khi mà nó sản ra như thế thì nó sẽ cung cấp vào bình ắc quy, đồng thời là nó sẽ nuôi hệ thống điện đèn của chúng ta. Và những cái cục sạc thông minh thế hệ mới như thế này thì nó sẽ có một cái phần cải tiến cực kỳ là hay và sáng giá thứ nhất là nó sẽ hấp thụ 100% sản lượng điện ở trên xe các bạn tạo ra. Và thứ hai là cái chế độ ngắt của em này nó sẽ là chế độ ngắt hoàn toàn. Đó và ở những cái phần sạc ở trên xe hay là những cái phần sạc mà dạng kiểu dạng Atila mà VT5 mà những cái phiên bản cũ thì anh em cũng hay lắm thì nó lại là dạng sạc uh, kiểu ngày trước thì khi người ta thiết kế ra thì nó sẽ là dập mát theo cái kiểu đánh chập còn sạc này thì nó sẽ là ngắt hoàn toàn khi cái bình ắc quy chúng ta no điện rồi thì nó sẽ ngắt hoàn toàn nó không cho điện vào bình ắc quy nữa thì nó sẽ không gây phù bình và cái dòng sạc của em này cực kỳ là khỏe cái giá trị điện áp để nó đưa vào cái bình ắc quy cũng như là lên hệ thống điện ở trên xe của chúng ta khi mà test bằng máy thì cái đường xin chuẩn của em này cực kỳ là phẳng rất là đẹp còn những cái cục sạc mà dạng kiểu theo xe nó chỉ sạc bán kỳ thì khi chúng ta test bằng máy thì cái đường giải điện đó nó là dạng xin sóng không đẹp đó thì nói chung là cái phần đấy thì nó mang tính chất là vĩ mô cho nên là chúng ta sẽ khó hiểu nói nôm na thì khi chúng ta lên những cái phần tăng sáng thì chúng ta sẽ phải cần cái cục sạc này và ở đây thì em sẽ có một vài những cái phần dây rắc để chúng ta có thể là kết nối những cái cục sạc như thế này lên những cái chiếc xe sao cho nó phù hợp mà nó dễ làm nhất thì ai có thể làm được. À, khách hàng mua về có thể là tự lên. Đó thì ở đây thì em đang cầm trên tay là hai cái dây rắc gọi là dây rắc nối thẳng do bên em tự sản xuất, bên em tự bấm. Và những cái dây này thì các bác có thể thấy là cái phần dây ở đây cực kỳ là to. Dây này là dây điện nhật xịn luôn. Và cái lõi của em này nó là lõi đồng nguyên chất có phi là 2mm. Và những cái phần rắc cốt ở đây thì là em lựa chọn những cái phần rắc cốt của Đài Loan Cốt đồng và rắc của Đài Loan Đó, rắc cốt cực kỳ là ngon Và những cái phần này thì khi các bạn về thì chúng ta có thể là Cắm nó vào cái phần cục sạc ở đây Và đầu còn lại thì chúng ta sẽ cắm giả nó vào cái phần sạc ở trên xe khi mà chúng ta rút cái sạc ra thì nó sẽ còn cái rắc zin thì chúng ta sẽ cắm giả vào như vậy là xong rồi cái việc tiếp theo là chúng ta nên tách mát cho cái phần mâm lửa của chúng ta và những cái phần sạc này nó sẽ là dùng mát ở trên hệ thống không chung mấy mâm lửa đó còn những cái cục sạc ở trên xe của các bạn zin ở theo xe nó sẽ là sạc chung mâm lửa là chung mát ở trên mâm lửa còn em này nó sẽ sử dụng là không chung vào mâm lửa đó thì chúng ta cần phải tách mát và cái việc tách mát này cực kỳ là đơn giản ở trên kênh của em thì có một số cái video mà đã hướng dẫn đến cách tách mát rồi cực kỳ là đơn giản có rất nhiều bác nói đến tách mát thì có vẻ là e rè rất là rụt rè nó có cái gì đó nó khó khăn lắm nhưng mà thực tế ra là cái việc tách mát này cực kỳ đơn giản thì các bạn có thể tự làm ở nhà hoặc là các bạn có thể là ra những cái anh thợ ở gần nhà ấy, người ta có thể tách mát cho các bạn nó chỉ đâu đó vài chục ngàn lẻ thôi chứ không phải là nhiều rồi và tiếp theo thì ở đây là em có cái dây dạng như thế này thì chúng ta có thể là gắn vào những cái cục sạc mà có dây thì ở đây các cái gần rắc tương ứng rồi thì chúng ta chỉ cần cắm vào và cái việc còn lại là chúng ta sẽ cắm cái phần này vào cái rắc zin là trên xe của chúng ta sau khi là đã tách mát đó công việc cực kỳ là đơn giản và ở đây thì em sẽ có một số các cái phần mẫu uh, cao cấp hơn một xíu thì chúng ta có thể là sử dụng những cái phần dây như thế này thì ở đây thì em làm là nó có những cái phần dây rắc uh, về phần kỹ thuật thì chúng ta lắp sẽ là như zin không phải cắt khoét đầu nối gì cả ở đây thì em sử dụng là những cái phần rắc như thế này thì cái những cái chiếc xe ô thì chúng ta sẽ cắm cái rắc này khi mà tách mát rồi thì chúng ta sẽ cắm vào để cho nó lên cái phần cục sạc ở trên cái rắc này thì chúng ta sẽ có cái phần rắc mà tương ứng như ở trên hình của cái cục sạc của chúng ta khi mà rút ra đó, chúng ta sẽ cắm vào xe ở đây thì sẽ có thêm là hai cái dây rắc đồng nhỏ ở đây thì chúng ta sẽ gắn nó vào công tắc chân phanh và ở đây thì chúng ta sẽ gắn nó vào cái phần cục sạc à, dạng có dây như ở đây em có rồi rất là đơn giản và tiếp theo thì ở đây thì em cũng có cái phần dây để dành cho những cái xe mà dòng yamaha thì dây này thì bên em làm thì sẽ có cả cho yamaha có cả cho honda đó thì khi các bác đặt hàng bên em thì các bác sẽ cho em biết nó sẽ là cái xe gì các bác đang đi, đi hãng nào đó thì ở đây thì em cũng bấm nó cũng tương tự như cái bộ này thôi nhưng bộ này nó sẽ cao cấp hơn một xíu và cái rắc ở đây em làm thì nó sẽ tương ứng với lại những cái cục sạc những cái cục sạc mà rắc liền như thế này thì chúng ta sẽ cắm nó vào cái phần ở đây ở đây thì sẽ có cái đầu rắc giống như ở trên xe ấy, thì các bác sẽ cài vào xe và ở dưới máy lên của những cái dòng xe Yamaha đó thì nó sẽ có một cái rắc 3 dây từ dưới máy lên nó sẽ có dây trắng dây đen và dây vàng thì chúng ta sẽ rút cái rắc đây ra và chúng ta sẽ cắm cái rắc này vào cái vị trí đó thì cái dây này nó sẽ dẫn đến cái cục sạc và từ cái cục sạc sau khi cục sạc đã xử lý xong thì nó sẽ giả điện về ở cái phần rắc zin ở trên xe các bác đó, rất là đơn giản nó thông qua cái cục dơ le ở đây. Rồi, ở trên cái xe của các bác nó sẽ có cái công tắc của chân phanh thì chúng ta chỉ cần rút cái công tắc cái ra và chúng ta cắm giả hai cái vị trí của hai cái rắc ở đây. Em làm sẵn ở đây thì các bác chỉ cần cắm vào. Như vậy là đã chuyển sạc thành công. Cực kỳ là đơn giản. Đối với lại dòng Yamaha thì khi chúng ta lên sạc nó sẽ đơn giản hơn là dòng Honda. Thì những cái xe dòng Yamaha thì mặc định ở nhà sản xuất thì người ta sẽ là tách mát sẵn rồi. Và cái đường dây mát đó nó sẽ lên chung trên hệ thống. Ở khung xe cũng như là bó dây điện ở trên xe. Còn à, dòng Honda thì họ làm cái phần tách mát đó thì nó hơi phức tạp. Thứ nhất là họ sẽ hàn trực tiếp nó vào cái bộ mâm lửa. thì chúng ta sẽ phải tháo lốc ra và chúng ta tách mát. thì sau khi tách mát xong rồi thì nó sẽ lên bởi cái dây trắng cũng như là dây vàng thì bên em đã làm sao cho nó tương ứng ở trên xe rồi chúng ta chỉ việc cắm cái phần này vào là cái xe của chúng ta đã tách mát và đã lên sạc thành công rồi cực kỳ là đơn giản. Đó. thì à, ở đây thì em sẽ giới thiệu qua cái rắc à, dạng à, cục sạc không dây để dành cho Honda đó thì những cái chiếc xe OE chiếc xe zin thì chúng ta chỉ cần là cắm cái phần này vào cái dây máy phát từ dưới lên và ở cục sạc thì chúng ta sẽ cắm vào cục sạc ở đây và khi cục sạc xử lý tín hiệu điện xong rồi thì chúng ta sẽ cắm cái phần này vào rắc zin của cục sạc ở trên xe thông qua cái phần dơ le ở đây thì chúng ta sẽ cấp điện lên trên phần đầu đèn của chúng ta và sẽ nhờ theo hai cái phần dây ở đây nữa thì chúng ta sẽ kết nối vào cái rắc công tắc phanh chân ở trên xe như vậy là xong rồi đó thì ở đây thì em bày nhìn nó lôm côm như thế thôi còn khi mà lắp lên xe nó cực kỳ là ngắn gọn nó cực kỳ là dễ làm những cái cục sạc như thế này thì nó sẽ có kích thước to gấp đôi hoặc là gấp ba cái cục sạc zin ở trên xe của chúng ta thôi Nhưng mà khi chúng ta lắp lên xe thì nó vẫn đủ diện tích để chúng ta lắp lên những cái chiếc xe đó Và khi chúng ta đã lên những cái cục sạc này rồi thì chúng ta hoàn toàn là yên tâm để đi những cái phần bóng led hay là những cái phần bi led hoặc là bi laser Hoặc đặc biệt là những cái phần bi xenon nó cực kỳ là tốn tiện Thì chúng ta lên những cái bộ như thế này rồi thì nó mới là đúng theo cái nguyên bản của nhà sản xuất khi mà người ta sản xuất những cái xe mới đưa ra ví dụ là những cái chiếc xe tay ga ấy, mà chúng ta chỉ cần bật đèn lên là nó sáng rồi ấy thì những cái bộ sạc đó cực kỳ là khỏe còn ở những cái chiếc xe số do cái giá thành của những cái chiếc xe số nó rẻ tiền thì người ta sẽ sử dụng những cái cục sạc mà dạng bán kỳ cho nó rẻ tiền thì khi chúng ta lên những cái phần led này chúng ta đi điện bình rồi thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải cải tiến cái phần sạc này nó cực kỳ là đơn giản thôi thì cái này thì các bác có thể là tự làm ở nhà đó nếu như bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên em thì em sẽ để cái số điện thoại ở các màn hình ấy thì bên em sẽ hướng dẫn trực tiếp cho các bác có thể là tách mát kết nối những cái dây này cực kỳ là ok đơn giản và cái chế độ bảo hành của những cái em sạc như thế này thì nó sẽ rơi vào là 12 tháng bảo hành chính hãng luôn thì bên em sẽ đổi mới nếu như trong trường hợp là những cái cục sạc này nó có vấn đề thì bên em sẽ đổi mới luôn đó ở đây nó có những cái phần mã vạch các thứ tem bên em sẽ dán vào đây và đánh thứ tự ngày khi mà bên em sẽ ship cho các bác đó cực kỳ là đơn giản và cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi.